Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay Nam Ngô Farm lại đón thêm một người bạn mới nữa ha. Chắc các bạn cũng có thể đón ra rồi, do nãy cái hình ảnh ban đầu vô á. Thì đợi chút xíu nha, hít đất xong rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Ôi da. Bữa giờ hít đất là chụp hình là thấy bắp tay bắp chân đã luôn á. Ok. Yeah. Tốt nhất là hít đất cho khỏe nha. Ok các bạn. Đây là con gái rượu Lucy. Ai cũng biết rồi. Hơi già xíu thôi. Hèn hóa hơi xệ. Còn đây là người bạn mới. Rất là đẹp luôn. Cặp mắt cực kỳ lạnh lùng ha. Đây là một bạn bully, giới tính là đực mới của Nam Ngôn Farm. Cái này do một người em của mình tặng cho mình đó, để đây nuôi. Của bạn của em Hào Sữa ha. Hôm qua Hào Sữa lên đây đem lấy lên đây. Bây giờ mình sẽ mở ra cho tụi nó đi chơi. Bé này á, Hào Sữa em mình là thích cầu thủ Mbappé của đội tuyển Pháp ha, cho nên là đặt nó tên là Mbappé luôn. Nhưng mà tên dài quá chắc kêu B quá. B B B. Cũng như con heo mập ú à. Rồi cho Lucy ra chơi luôn. Nhưng mà thằng này quậy nha. Ra đây con. Lăn xăng. Thằng này nó cũng màu đen luôn các bạn, nhưng mà nó có hơi xám xám chút xíu. Đó. Coi tướng nó đi kìa. Bà nghe nó bự kìa. Ai trời. Thằng em 3B này con mắt nó lạnh lùng lắm. Thôi kêu mày em 3B, mỏi miệng mày kêu mày B đi. Đại ca B. Ừ, giống người trong ao hồ quá. Đây con. Nè các bạn. Ví dụ chúng ta nhìn cái dòng, trời từ từ. Cái dòng mà buôn lì nè các bạn. Kể sơ lại chút xíu ha. Thì cái dòng buôn lì này á, nó không phải là dòng chó gọi là tự nhiên các bạn ha. Đây là dòng design mập. Có nghĩa là cái dòng chó này là do con người chúng ta sắp đặt thiết kế lên đó, chứ nó không phải là dòng chó thần chủng ha. Cho nên là các bạn thấy á, là nó có rất là nhiều phiên bản. Ví dụ như con Lucy kia là đời cũ, cái mỏ nó dài hơn. Còn con này á, người ta lai tạo, người ta chọn lọc. Ví dụ như người ta thích mỏ ngắn, thì khi mà người ta lai tạo cái đời tiếp theo, người ta chọn những cái con có cái mỏ ngắn hơn đó. Người ta cho phối giống để người ta giữ lại cái nguồn gen. Ở Hà Măng mới về mà quen rồi, mới về quen cái chị Hiền rồi. Con này mỏ ngắn hơn con Lucy nè. Trời, Hà Măng sợ không? Đói rồi đó. Nhưng mà cái đời, nhưng mà con này cái gầm nó vẫn cao ha bạn, chân nó vẫn cao. Cái đời sau này, để đời sau này những cái con mà của anh Hoài Dương các bạn thấy không, cái gầm rất là thấp luôn. Từ ở dưới đây đo lên tới cái bả vai là chỉ có một gang tay thôi. Con này nó vẫn còn hơi cao á. Về đây cho mẹ ăn cháo chó luôn. Cử sáng ở đây mình cho các bé nó ăn cháo ha. Cử chiều mình cho, bữa thì mình cho ăn thịt, bữa thì mình cho ăn ăn da ua chuối đồ này nọ. Anh này được cái mập. Các bạn thấy màu đen không ạ? Nó hơi xám xám nè. Quậy vô quỷ. Nặng. Chưa cân thử nó bao nhiêu ký nữa để vô khiêng cái lát, khiêng cái cân ra coi cân nó bao nhiêu ký. Mà nó nặng, nặng hơn Lucy các bạn. Một bạn đực ha. Con này á, con này bên em của mình á, chỗ Hào Sữa nói hồi xưa mua là cũng một trăm mấy chục củ nha các bạn. Trăm mấy chục củ á. Con Lucy thì chủ cũ nó mua cũng 5.000 đô. Nhưng mà anh này nó quậy lắm. Quậy lắm. Anh này mà ú ù ù. Đặc biệt cái con này mình, cái thằng em đại ca bê này nè, mình thấy là cặp mắt nó rất là ngầu. Nó liếc rồi dữ lắm, mỏ ngắn. Thằng này là cái máy thở. Còn thằng này nó kêu y như con heo mọi vậy.
Rồi vô chùa lưu xì ăn cháo luôn kìa lưu xì. Nó dành tài mày rồi kìa. Vô đây. Mặt á, cái mặt nó ngầu lắm. Cái cặp mắt nó rất là ngầu nhưng mà nó cũng rất là hiền. Nhưng mà hai con này con nào nước miếng cũng quá trời quá đất á. Anh Lucy này giống như mang vớ vàng, còn anh kia mang vớ trắng. Với lại nghe nói cái dòng bu lì nè các bạn, cái đuôi á, con nào mà cái đuôi còn nguyên á là khá hiếm ha. Đa số là cái đuôi nó sẽ bị tật, giống như con Lucy này cái đuôi nó cũng bị tật nè. Cong cong quẹo quẹo chứ nó không có thẳng thớm như con này. Lucy! Ôi ôi ôi. Đó. Quậy á. Trời ơi nó lùa gà anh ta thằng. Để đâu vậy ta? Trời ơi. Chắc tao đục mày quá, mày mới về mà đã quậy rồi. Lùng quá không tới. Quậy quá. Đây. Lucy. Em bơi bơi. Bơi 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 bơi. Bơi 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 bơi. Đây con. Ghét rồi. Nè, quay gần gần cho mọi người nghe cái tiếng kêu của nó y như con heo mọi vậy. Quậy về luôn, nó dí à, nó dí mấy con vịt luôn á. Bởi bây giờ thả nó ra là phải coi chừng. Nó không biết sắp tới anh Nam Ngọc Phạm còn thêm những người bạn nào nữa. Mà quân số ngày càng đông rồi. Ồ, anh vô đây anh đòi me mấy con vịt trong này nè. Đòi chui vô nè. Cho anh cái xô vào. Tướng nó mập ú à. Thì mặc dù là con đực nha các bạn ha. Mặc dù là mình nuôi một cặp nhưng mà tụi này á, chó này nó không có gọi là phối giống tự nhiên được ha các bạn ha. Có nghĩa là nó, cái chân nó ngắn quá và nó cũng không đủ thể lực để mà nó đứng lên nó tự hảy nữa. Cho nên là cái này mình phải gọi là cho nó phối giống nhân tạo ha. Mình dùng tay mình trợ giúp nó. Mình lấy cái tinh trùng của con đực, xong rồi mình sẽ bơm vô cái âm đạo của con cái đó. Thì cái này có chuyên gia làm nha các bạn. Có những người anh em chuyên về cái này người ta làm. Còn con này á, theo Hào nói là nó ở trên do chỗ Hào nuôi là nó ít có được đi lại, đâm ra là cái cơ bắp của nó không có, với lại nó mập quá, nó không có ra cái xô giống như con Lucy đó. Thì từ từ ở đây mình sẽ cho nó đi tới đi lui nhiều cho nó lên cơ bắp lại. Trời, làm gì vậy luôn hơn lát hết nước uống ấy là hết nước là lội mặt ra. Thì con chó đực nó sẽ hung trời yêu, con chó lực nó sẽ quậy hơn con chó cái. Ở đây em ơi, mình dự định đó bạn, mình dự định là bây giờ mình sẽ mua lưới mua đồ về mình quay cái khúc này lại ngay ở dưới cái cây bông giấy này nè. Cho tụi nó đi vòng vòng, thả nó đi vòng vòng đây chơi và nó mát nữa, chứ mình cũng không có muốn nhốt trong chuồng. Nhưng mà nếu mình thả nó ra luôn người nào nó phá mấy con bé còn lại, nó lùa con vịt chạy có cờ luôn. Sao về đây khoái không? Về đây là quá sướng rồi vậy nữa. Con này nó ít thở hơn. Con này nó mặc dù nó mỏ nó ngắn hơn ha. Có nghĩa là cái đường hô hấp nó ngắn hơn mà nghe nó ít thở hơn Lucy cái gì vậy? Thấy không? Có nước ở trong thì nè. Nước uống đi. Có nước trong cái chén trong kia thì nó lấy chân nó cào đổ. Thì giờ nó ra đây nó uống nước.
Quà mới tắm nó xong á, này nó dính nước miếng nó mòm lum á. Này đi này bị béo phì quá rồi ông ơi. Ông mập quá rồi. Tội nghiệp. Ở dưới ít có được đi chơi đúng không? Ít có không gian để mà chạy tới chạy lui đúng không? Ít có không gian được chạy tới chạy lui đâu nha, lên đây sướng quá. À. Bữa nào giờ đây tao làm bữa tiệc thịt đãi mày nha. Nghe thở không? Rụt 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 rụt. Ý như nghèo nè. Mặt ú à. Mặt ú à. Trời ơi. Trời nặng quá. Ôi. Chắc còn 40-50 kg như con heo mà. Cái này á, cái hình thể của nó là nó cũng tính là cái đít không có bị lép. Cái đít mà lép là không có đẹp nha các bạn. Cái đít nó nở. Đít nó bự. Làm như nó mát. Làm như đây nó mát. Sao? Yên tâm, đừng phân bì. Đừng phân bì. Đây. Đây là con gái là phải có eo á co. Còn nhỏ thằng này bụng bự quá liếp luôn rồi. Sao? Về dẫn nó đi đi. Dẫn cái này đi chơi đi. Tao là lu bu lắm á mà tao thấy mày dễ thương quá, tao cũng gán tao nhận luôn. Lãnh luôn. Vui không? Giờ đây vui không? Ok các bạn, về rồi đi một cặp hay ghét không? Coi kìa. Chó này nghe Hào nói là có giấy luôn nè. Chó này có giấy luôn á. Giấy tờ đàng hoàng á. Nặng nề. Mày nặng nề quá mày ơi. Mập quá liếp hết mỡ nhỏ rồi. Hết cơ luôn rồi hai bên này nè. Mập quá, về đây cho tập luyện lại coi. Thôi đi qua đây đừng qua anh kia nó sợ. Bê 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 bê. Bê 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 bê. Bê bê con. Các bạn để ý cái cặp mắt của nó. Cặp mắt của nó rất là ngầu ha các bạn ha. Cặp mắt của con Lucy á là nhìn nó baby cute, nhìn nó ngáo ngáo. Còn cặp mắt của thằng B nó ngầu. B. Ở đây con, đại ca B. Đây. Hôm qua nó về mình cho nó vô đây, hôm qua nè. Hôm qua nó về. Nó chui vô cái giống sình đằng kia rồi nó quậy. Con B á, nó lùa mấy con vịt nó xuống cái đống sình với nó quậy. Mình phải bắt nó vô đây mình ngâm mình tắm nó nè, coi nước đục ngầu luôn nè, chưa có thời gian đổ luôn. Anh này anh khỏe, thấy anh khỏe mạnh lắm. Nhìn gì đó. Rồi coi như là có đôi có cặp. À có đôi có cặp, rất là dễ thương luôn. Để coi coi lần tới con bé Lucy nó rụng dâu. Nó rụng dâu thì mình sẽ coi mình cho nó sinh sản coi thử như thế nào, trải nghiệm với mọi người ha, quay cái hành trình đó lên. Rồi qua đây, qua đây, qua đây coi như là B về Nam Cô Phạm là tao cho mày lên thành ngôi sao luôn. Ở đây tao lăn xê mấy đứa thành ngôi sao hết rồi đó, mà đứa nào lên làm ngôi sao xong mới đầu cũng bú láo á bạn. Mấy con vịt cũng bú láo nên nó dí mình luôn, nay nó dí mình luôn mới ghê chứ. Ở đây qua đây chào khán giả đó nè. Rồi từ từ sẽ có nhiều cái chương trình hấp dẫn nữa dành cho mấy đứa nha, gửi đến mọi người coi nha. Lại đây, rồi Lucy đứng đây với anh. B. Ấy cưng rồi, chạy lên tưng lưng tưng. Đây, quay qua đây chào khán giả. Lucy luôn. Quay qua đây. Khống chế hàng này cũng mệt đó các bạn.
Ok. Nam Ngô Farm, Lucy và Đại KB xin chào mọi người nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe nha. Hãy đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha. Tụi mình quẩy cho mà coi. Trời. Đói bụng nhớ kiếm Nam Nô Nê nha. Chết rồi, nước miếng không rồi.